Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winnie 20 độ super chất lượng cao, lạnh lùng với hệ thống là giảm tốc Piaggio. Đang được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu phân khúc là con tay ở Việt Nam. Cái chiếc Winnie 20 được nhiều anh em người tiêu dùng là ưa thích, vẻ ngoài rất là thao, kết hợp cùng với động cơ 100 đồng khối DOC vô cùng mẻ. Không chỉ có thế, cái chiếc Winnie 20 này còn được anh em chơi xe yêu thích và liên tục ra đời những món đồ cực chất. Sổ cái tay thắng Fando bình dầu rời, đây là món đồ chơi đến từ đất Đài Loan. Ngoại hình là nhỏ gọn, không cần cắt khoét rất nhiều như phiên bản Rainbow. Mẫu tay này có mức giá thành cũng hợp túi tiền, nhưng không được tích hợp khả năng là chống gãy. Đó là một cái nhược điểm mà có thể làm hư hỏng toàn bộ cái tay thắng lẫn cái cụm khi có sự va chạm. Phần dây trước tạo một điểm nhấn đầy ấn tượng bằng cách ốp cặt bông bơn cho con chiến mã vừa đẹp vừa sang. Phong cách độ xe này cũng rất thịnh hành ngày nay, nhưng để cho lò những cái sản phẩm carbon phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, đặc biệt là tiền bạc. Nhìn xuống phần dàn chân, ta thấy được những góc ảnh quen thuộc, heo dầu Fando, logo nhỏ, hai bên tách xứng, được làm cái phát CNC để tháo lắp dễ dàng hơn và khi gắn lên vỏ bục sim của cái chiếc Winnie 20 này. Đi kèm xung quanh heo dầu là cái đĩa cùng hàng loạt ốc Rinam điện phân lên màu Titan rất ấn tượng. Thông thường anh em chơi xe đều hướng tới cái heo của Rainbow, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cách chơi heo dầu vừa rẻ tiền, vừa bền và đẹp. Đó là dùng cái heo dầu của một cái dòng tay ga của nhà Piaggio, cùng thuộc loại là hai bít xứng và có mức giá thành rẻ hơn, nhưng cái phần phát phải đặt riêng và khác hoàn toàn so với những mẫu heo Rainbow nên không dùng cái bát chung. Chỉ dùng cái phục White S bình dầu rời để tăng thêm cái độ im ái con chiến mã. Kích thước ti phục lò xo lớn hơn, khả năng chống sàn lắc là tuyệt vời, hoàn hơn khi dầu cao. Hiện nay khi rất chờ đợi những cái dòng của Holy Minh Thái sản phẩm cho Winner và Sunit, thì cái dòng của Racer Boy và White S đang là hai lựa chọn hướng tới cho người chơi thích độ chế. Dàn chân Racer Boy 6 cây, đây là một ta thấy được cái phần ống xả được lấy từ hãng nặng ký là Suzuki Raider hay còn gọi là Sacha F10, cấu tạo là thoáng hơn, giúp cho máy cũng nhẹ hơn, mát hơn, và những cái cảm nhận từ những người bạn chơi Winner khi lên cái bộ đồ này. Vario 110 độ ốp tình đầu chơi đẳng cấp của một biker có miền sông nước. Cái chiếc Vario 110 là một cái dòng tay ga nhãn sức Honda, sổ bóc chén góc cạnh thời trang cùng với phân khúc là 150c bền bỉ và mẻ, để là cái sự yêu mến những tay đam mê ở Việt Nam. Không kém đối tượng, cái chiếc Vario 110 phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những cô nàng chân dài ngồi lên cái dòng xe này thì khỏi chơi vào đâu. Và khi được độ lên nó cũng rất là hấp dẫn, mà chúng ta xem cái chiếc Vario độ bên dưới nha. Xem qua tổng thể thì con chiến mã khoét cho mình bộ áo toát lên được sự mạnh mẽ, thể thao với cái sắc màu xanh, đi kèm đó là những món đồ chơi hàng hiệu từ các tên tuổi nổi tiếng như là của Rainbow, Holy Vân. Và chúng ta cùng xem những chi tiết bên dưới nha. Cánh trái được trang bị cụm tay thắng của TWM đến từ Ý, thì còn lại là cụm tay thắng của Rainbow AZ đi kèm bên dầu qua tung tù. Cả hai đều có lực bóp dịu nhẹ nhưng tác động cũng rất mạnh mẽ đến vị trí cái cần truyền tải, tạo một cái lực phanh đời chiếc khoát ổn định tốt hơn. Cấu tạo hai tay đều là nhôm CC sắc sảo trong từng chi tiết. Để gắn hoàn chỉnh lên phần tay của Rainbow, bắt buộc phải khoét cái phần nhựa có khoảng cách phù hợp cho tay. Phía trước được trang bị thêm cái biển số hướng phong cách từ Indo. Cái mặt đồng hồ mang cái sự thích thú cho người lái bởi nó là đồng hồ Casio thiết kế dành riêng cho con Elite Vario. Nó được hiển thị cái dàn LCD với cái nền màu sắc là cực đẹp. Đi kèm đó là những chức năng như báo tour, đo bình, thời gian và độ bền. Hai vía tay lái lắp đầy khoảng trống với gù CNC. Vị trí cái cụm công tắc đã được trang bị cái đồng hồ Casio P3 hiển thị những chức năng cũng hữu ích như là báo giờ, nhiệt độ vân vân. Hệ thống phanh được nâng tầm mạnh mẽ, đĩa của Gaffer KTM đi kèm cái lồng nhôm CC kết hợp cùng heo Rainbow Blitz qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CC chạy từ máy cho cái độ chính xác rất cao. Việc chơi cái phanh của Rainbow kết hợp cùng với tay CIS sẽ giúp ổn định xử lý phanh trong những tình huống khẩn cấp. Có lẽ phục sim làm chưa hài lòng những biker chơi xe, phía dưới đây thấy được chủ nhân cũng mạnh tay khi gác lên cái phục Holly và nhậu rời vào chiếc xe của mình. Đây là một dòng sản phẩm tên tuổi đẳng cấp, giá trị cũng rất cao,
đáp ứng được độ nhún nhảy hợp lý, mang sự thật thụ yêu ái cho một cung đường. Mà trong góc này, thấy được chủ nhân thích cái sự giản đơn, sang trọng với một cái da màu xe đét ở cái phần lò xo. Và khi đặt hộp Holim ra thì sẽ có hai lò xo, màu vàng và đen bóng, để chung mà chúng ta có thể thay thế tùy thích. Người thích đỡ bọc thì dùng là lò xo vàng, ngược lại hướng tới cái sự tinh tế, sang trọng thì dùng cái lò xo đen. Ống xả Gran Turismo dành cho những cái mẫu xe Targa. Đây cũng là một trong những dòng bộ đẳng cấp được các biker chơi Targa yêu thích, đặc biệt là cái chiếc SH. Và thấy được ngoại hình của nó cũng rất hầm hổ, thể thao. Cho được săn lùng rất nhiều nên giá thành của nó cao bất ngữ. Về mặt âm thanh đặc biệt thì rất là tuyệt vời, cực ấm và rất quy lực. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng trực tiếp nhớ like, subscribe.